Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Clip này thì mình lại tiếp tục review về S+ và đợt này đó là S+ mới chuẩn bị ra mắt ở bản tiếng Trung vào tuần sau, đó chính là Kendeo, dạng tiền hóa. Một S+ rất đặc biệt với tổng chỉ số đó là 580. Ở đợt trước đó là 640 bị chế lên nhưng mà sau khi bị uh, uh, những người chơi lao ó quá cuối cùng phải trở về cái dạng uh, chỉ số nguyên thủy của nó 580 thôi. Kendeo hiện tại bây giờ chưa có duyên, chưa xác định nó nó là một con tấn công hay là hỗ trợ gì cả. Và skill nó cũng chưa có này. Nhưng mà theo giới thiệu thì Kendell nó sẽ là một con ra mắt để bổ trợ dành cho team nước với cả team giác đấu và bổ trợ cho team mà có từ thành kiếm này. Thế bây giờ mình sẽ giới thiệu về bộ skill của Kendell ở bản thử nghiệm. Với skill 1 của nó thì nó sẽ tấn công đơn mục tiêu với sát thương gây ra bằng 100% công đặc biệt và nó sẽ tăng cho bản thân nó đó là X% công đặc biệt này. X ở đây là số chưa xác định này và mình dự đoán chắc là tầm 10% thôi. Kèm theo nữa nó sẽ giảm của địch đi X% tốc độ và cứ sau 3 lần ra skill 1 thì đòn skill 1 kế tiếp nó sẽ gây ra sát thương lan dựa theo là X% công đặc biệt lên những địch mà đứng xung quanh mục tiêu chính. Tiếp theo đến skill 2, skill 2 của nó sẽ tấn công đơn mục tiêu với sát thương gây ra bằng 180% công đặc biệt và nó sẽ triệu hồi một cái bản sao kiếm sĩ của nó trong vòng X lượt. Cái bản sao kiếm sĩ này của nó nó sẽ có 5 cái tác dụng này. Đầu tiên là nó sẽ đỡ hộ hiệu ứng khống chế mà đeo nhận vào trong lượt tợ, trong lần tới này. Và tiếp theo là cái Bản sao kiếm sĩ này nó sẽ có chữ chỉ số dựa theo đó X% 6 chỉ số chính của Ken đeo này Và khi mà cái bản sao kiếm sĩ này mà nhận sát thương Thì nó sẽ không vượt quá Đó là x% máu gốc mỗi lần Tức nghĩa là cái này à, kiểu dạy như là Mất 20% máu gốc chẳng hạn của Ken đeo ấy Thì cái bản sao kiếm sĩ này có vẻ là Chống đỡ được rất là nhiều cái đòn tấn công của địch này Và tiếp theo nữa nó sẽ tăng cái sát thương Của hiệu ứng phối hợp ở trong tim bạn lên x% Hiệu ứng phối hợp thì Ở một số đoạn sau thì mình sẽ giới thiệu này và khi mà Ken đeo tấn công thì cái bản sao kiếm sĩ này cũng sẽ xông lên đánh ké với sát thương bằng x phần trăm công đặc biệt lên cùng mục tiêu đó thì đó chính là cái hiệu ứng bây giờ tim nước là theo kiểu mà triệu hồi tiếp đến là với skill 3 skill 3 thì nó cũng sẽ tấn công đơn mục tiêu với x phần trăm công đặc biệt và kèm theo nữa là kênh đeo nhận được hiệu ứng đó là chém liên tục này và nó sẽ là hiệu ứng đó là liên hoàn tấn công hoặc là cái hiệu ứng chém liên tục đó lên ngẫu nhiên hai đồng đội hệ nước hoặc là hệ giác đấu hoặc là Pokemon thuộc từ thanh kiếm. Từ thanh kiếm ở đây thì có bốn con rồi này. Đó chính là Kendell này, con cobalion này, con Terrakion với và con Virizion này. Và cứ khi mà bên bạn kích hoạt tấn công phối hợp thì đòn ulti kế tiếp của Kendell sẽ được tăng thêm x phần trăm và tối đa là x phần trăm kiểu dạng như là chắc là 10 phần trăm thôi và tối đa chắc là tăng thêm đến tận 50 phần trăm chẳng hạn thì đây chính là skill 3 của Kendell bây giờ đến phần liên hoàn tấn công khi mà Pokemon của bạn ra đòn skill chủ động nào đó ví dụ như 1 2 3 chẳng hạn thì nó sẽ đi kèm thêm là đánh thêm một đòn skill 1 nữa còn chém liên tục một hiệu ứng cấp cao hơn so với liên hoàn tấn công đó là cũng tương tự với liên hoàn tấn công nhưng mà nó sẽ kèm theo làm địch mất máu dựa theo đó x phần trăm cái máu hiện tại của địch ví dụ địch đang có một triệu máu chẳng hạn mất đi khoảng 5% máu hiện tại để tức nghĩa là mất đi khoảng tầm 50.000 rồi và tiếp theo nữa đó là phần nội tại của kendel đó là cứ khi pokemon hệ nước bên bạn kích hoạt cái hiệu ứng đó là thanh tẩy thanh tẩy mình cũng đã giới thiệu ở trong nhiều pokemon hệ nước bây giờ rồi và khi pokemon hệ dạng đầu bên bạn mà kích hoạt đỡ những Pokemon hệ giác đấu bây giờ thì tỷ lệ đỡ rất là cao này Và khi đeo tấn công lên địch mà địch không kích hoạt đỡ Thì đeo nó sẽ nhận được một cái ấn kiếm Cái ấn kiếm này nó sẽ được cộng dồn đến 5 lần này Và cứ mỗi ấn kiếm thì nó sẽ tăng thêm đó là x phần trăm sát thương X phần trăm giảm thương với cả cái tỷ lệ phá đỡ Và khi mà Pokemon mà có hiệu ấn kiếm này tấn công Thì nó sẽ có x phần trăm tỷ lệ sẽ sử dụng thêm một đòn skill một nữa Vậy là đeo này thì bộ skill của nó theo kiểu mà sử dụng mà Đòn tấn công bình thường và đánh kèm theo skill một nữa Đánh rất là nhiều Và nó cũng sẽ hỗ trợ cho đồng đội hệ nước hoặc các giác đấu bạn Cũng có thể ra thêm một đòn skill 1 nữa Khi mà có hiệu ứng chém liên tục Hoặc là cái liên liên hoàn tấn công đó Và khi mà Kendell nó kích hoạt đủ Đó là 5 cái ẩn kiếm rồi Thì nó sẽ sử dụng toàn bộ cái ẩn kiếm đó Và tiến vào cái trạng thái kiếm của nó trong vòng 2 lượt này Ở trong cái trạng thái kiếm này của nó Thì sát thương một đòn tuyệt kỹ và sát thương đến từ bạo kích sẽ nhận vào sẽ bị giảm đi đó x phần trăm này và trong tình trạng đang ở trong trạng thái kiếm như này rồi thì lúc mà nó nhận thêm ấn kiếm nữa ấy, thì nó sẽ không không dành cho chính nó nữa mà nó sẽ chuyển sang dành cho pokemon hệ nước hoặc là giác đấu hoặc là tư thanh kiếm có sức tấn công cao nhất bên bạn vậy là pokemon đó uh, bây giờ có nghĩa là nội tại này vừa hỗ trợ uh, dành cho những pokemon hệ nước và giác đấu và khi uh, cứ bắt đầu mỗi lượt mà trong khi bên bạn kích hoạt được hiệu ứng liên hoàn tấn công nào đó chẳng hạn ví dụ như chém liên tục hay liên hoàn tấn công thì ken nó sẽ nhận được một trong ba các hiệu ứng đó là kiếm cỏ này kiếm đá hoặc là kiếm thép này cái này cũng dựa theo kiểu dạng như là con region là thuộc hệ cỏ này con cobalion là thuộc hệ thép này và con terakion là thuộc hệ đá này à, đây nó một nhận được một trong ba cái loại kiếm này và nó sẽ không nhận kiểu dạng như là cái, cái kiếm này mà trùng với kiếm vừa nhận được xong ở lượt kế tiếp này tức nghĩa là hai trong hai lượt thì nó phải nhận bắt buộc đó là hai cái kiếm loại khác nhau và khi mà nó tấn công mà sử dụng kiếm này thì nó cũng sẽ kèm theo đó là cái hiệu ứng của hệ cỏ hoặc hệ đá hoặc là hệ thép đi kèm gây ra x phần trăm spa tách này và mỗi loại kiếm này thì nó sẽ có một cái công dụng khác nhau ví dụ như kiếm cỏ này thì nó sẽ nhận tăng thêm cho bản thân nó đó là x phần trăm tỷ lệ hút máu này và khi đánh xong thì nó có thể được hồi được x phần trăm máu này với kiếm thép thì nó sẽ có khả năng tạo ra khiên khiên này thì dựa theo x phần trăm máu gốc của nó này và khi khiên bị phá thì nó sẽ gây sát thương đánh lên địch nào mà phá khiên của nó dựa theo cái máu của cái khiên đó cái này cũng tương tự như cái khiên của con cô ba liền còn kiếm bỏ thì con vision cũng có khả năng hồi máu Rồi tiếp theo nữa đó chính là kiếm đá kiếm đá này thì nó sẽ bỏ qua được x phần trăm cái giảm thương của địch để có thể tấn công lên mạnh hơn và bản thân khi mà nhận sát thương nhận vào thì nó cũng sẽ bị giảm đi x phần hoặc x phần trăm tức nghĩa là hiểu như là có giảm đi 40 hoặc 60 chẳng hạn ví dụ vậy thì đó chính là phần nội tại của đeo và cuối cùng đó là phần 8 sao khi mà đeo nhận một sát thương trí tử trong thời gian mà nó đang ở trong cái trạng thái kiếm ấy thì nó sẽ sử dụng đòn ulti để đánh trả lại cái địch nào mà làm cho nó bị nhận một sát thương trí tử đó và kèm theo nữa nếu mà đòn ulti này của Kendell mà lớn hơn cái sát thương mà nó vừa nhận vào lúc nãy để nó vào tiến vào trạng thái kháng tử ấy thì ngay tức Kendell nó sẽ hồi lại lượng máu dựa theo X% phần máu gốc và và nó sẽ được hồi sinh trở lại này và nó sẽ được kích hoạt đó là X lần trong một trận, tức nghĩa là cái hiệu ứng này nó có thể kích hoạt được hơn một lần. Giống như kiểu con Lula La chẳng hạn nhưng mà chắc là những lần sau thì cái tỷ lệ nó sẽ bị kém đi. Thì đây chính là những bộ skill của con Kendell. Và cuối cùng là đòn skill của nó khi 11 một sao thì sau khi đã sử dụng ba loại kiếm đó là kiếm cỏ, kiếm đá và kiếm thép rồi thì hai ulti sắp tới của con Kendall này nó sẽ sử dụng thanh kiếm Excalibur này. Excalibur này nó sẽ có tác dụng đó là gây thêm cái sát thương đánh lên mục tiêu chính thêm 50% đòn tuyệt kỹ mà nó đã gây ra. Ví dụ đánh lên mục tiêu chính đó là một triệu máu chẳng hạn thì 50% số đó chính là 500 000 thì địch đó sẽ bị mất đi đó là một triệu rưỡi này và kèm theo nữa nó cũng sẽ gây ra sát thương lan đánh lên x phần trăm công đặc biệt lên những mục những địch nào mà đứng cạnh mục tiêu chính nữa vậy là đặc điểm của team nước bánh lan thì kenel cũng đã có thì sau khi dịch xong bộ skill của kenel này thì mình cảm thấy là bộ skill của nó cũng rất là tốt hầu như tất cả các s cộng bây giờ thì bộ skill nó ngắn gọn hơn ngày trước rất là nhiều này À, tuy là ít hiệu ứng hơn nhưng mà hiệu ứng cũng rất là hiệu quả nó sẽ giúp cho cái team giác đấu đặc biệt là với Mega Mũi Chuỗi chẳng hạn sẽ được hành động rất là nhiều lúc đó thì Mega Mũi Chuỗi càng lúc sẽ càng mạnh này còn với team nước thì khả năng triệu hồi này và bây giờ team nước cũng sẽ đánh được hơn rất là nhiều so với cả lúc trước khi mà có Kendell xuất hiện ok vậy chúng ta cũng cùng chờ xem mà candle nó sẽ thể hiện ở trong trận đấu như thế nào tuần sau rồi thì bản tiếng chung sẽ ra mắt nó ở trong sự kiện đấu giá